Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin nóng Cà phê 24 giờ, kênh thông tin nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính ngày hôm nay. Nghệ sĩ nhân dân Thu Quế phân trần khi bị chỉ trích lươn lẹo bên con. Sau khi con trai nghệ sĩ nhân dân Thu Quế không may gặp tai nạn, cô đã lên nhờ cộng đồng mạng tìm giúp chiếc xe có thể đã gây tai nạn. Tuy nhiên, sự việc đã bị đẩy đi xa khi chủ nhân chiếc ô tô lên tiếng. Tối ngày 9 tháng 1, nghệ sĩ nhân dân Thu Quế có bài chia sẻ nhờ cộng đồng mạng tìm giúp chủ nhân chiếc xe có thể đã gây tai nạn cho con trai mình rồi bỏ trốn. Con trai nghệ sĩ nhân dân Thu Quế đi xe đạp điện bị ngã phải bó bột tay và nẹp chân trong bệnh viện. Tuy nhiên, sau đó bài đăng đã bị xóa. Sự việc bị đẩy đi xa khi nghệ sĩ nhân dân Thu Quế bị cộng đồng mạng chỉ trích lươn lẹo, ăn vạ và bao che cho con trai mình. Sáng ngày 12 tháng 1, nghệ sĩ nhân dân Thu Quế có những dòng chia sẻ rất dài trên trang cá nhân nhằm phân trần về vụ việc. Cô cho biết con trai chưa tròn 14 tuổi bị ngã khi đi vào đường BRT chỗ có khúc rẽ. Con sai là không bật đèn và đi một tay do trời lạnh, tốc độ khá nhanh. Đó là cái giá mà con trai phải trả. Gia đình sẽ dạy lại con về cách tham gia giao thông. Còn tôi, khi nhận được tin con trai bị ngã, tôi và bố cháu tức tốc đi tới hiện trường. Trong đầu chỉ nghĩ là con tự ngã thôi. Tới nơi, thấy 4-5 người nam đứng xung quanh cháu. Công an đã có mặt trước đó. Tôi thấy con vẫn tỉnh. Tôi ra chụp hình chiếc xe đạp điện của con vẫn nằm nguyên ở đường thì có một chú nói: "Chị không cần chụp, em đã kịp nhớ biển số xe ô tô và chụp lại khi con vừa ngã rồi. Xe kia đi chậm tưởng dừng lại, xong thấy chạy mất luôn." Mọi người thử đặt địa vị của tôi vào lúc ấy xem. Khi đưa con vào viện 198 Bộ Công an chờ test COVID, tôi đã đăng câu chuyện lên với mục đích nhờ tìm chiếc xe kia để hỏi ra ngọn ngành. Nghệ sĩ nhân dân Thu Quế quyết. Cũng theo Thu Quế, sáng hôm ngày 10 tháng 1, chủ xe ô tô có gọi điện nhưng cô rất bình tĩnh và hẹn gặp giải quyết tại trụ sở công an. Sau khi cả hai bên gặp nhau tại cơ quan công an, nhưng không có tiếng nói chung, gia đình nghệ sĩ nhân dân Thu Quế đã đề nghị giám định xe ô tô và xe đạp điện của con trai mình, cũng như để kiểm tra lại hiện trường, giám định thương tật con trai cô. Theo nội dung bài viết của nghệ sĩ nhân dân Thu Quế, chủ nhân chiếc xe đã đăng tải camera xe mình ghi lại vào tối hôm xảy ra tai nạn. Cô ấy đăng camera trước và sau xe của cô ấy. Khi xem camera thì mọi người đều nhận định là cô ấy không có lỗi. Nhưng để hoàn tất hồ sơ phải đầy đủ thủ tục nên tôi chưa thể nói gì vào lúc này. Vì sáng nay, ngày 12 tháng 1 mới lấy lời khai của con trai tôi. Chưa giám định xe, chưa khám thương tật. Nghệ sĩ nhân dân Thu Quế cho biết thêm. Nghệ sĩ cũng mong cộng đồng mạng hãy bình tĩnh, không phán xét. Tôi đầy đủ bản lĩnh, dũng cảm, đối diện với sự thật nên mọi người đừng vội chỉ trích mẹ con tôi. Đặc biệt là cháu đang rất đau, cháu cũng sử dụng mạng xã hội và cũng đọc được thì cháu sẽ tổn thương như thế nào. Hiện tại cháu cần ổn định tinh thần và sớm phục hồi trở lại. Gia đình sẽ dạy dỗ cháu nghiêm khắc. Cuối bài chia sẻ, nghệ sĩ nhân dân Thu Quế cũng gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm lo lắng. Cô cũng muốn nhắn nhủ những người đang có suy nghĩ tiêu cực hãy bình tĩnh suy xét sự việc.